Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Anna Channel. Hôm nay hai chị em mình sẽ làm cây hoa đào. Hoa đào nãy giờ hai chị em mình làm gần được rồi đấy, nhưng mà nó nhiều cảnh quá. Đâu bạn các Anna bạn đâu? Các bạn có biết là Anna đang ở đâu không? Được, các bạn tìm được đấy. Thì Anna đây. Anna giữ cái này cho chị. Anna giới thiệu cho các bạn xem nào. Giới thiệu là làm những cái nào nè. Cô bây giờ em đứng chứ? Được. Nè các bạn, thơ qua kem nến, xong rồi quấn vào cái này, rồi chấm nhẹ vậy thôi. Vậy là đào giả. Đào giả thì các bạn ơi, ở trong Nam, ở đây chỗ mình ở không có đào giả. Đó, để cái này. Lấy ghế để và Anna lấy ghế để giữ cho mình đó. Cái cây này là các bạn có muốn cái cành đẹp quá là phải chặt những cái cây nào mà cành cây khô mà có nhiều tán như vậy thì làm hoa nó mới đẹp. Bạn giữ được cho chị hả? Bạn giữ. Anna là công việc quan trọng nhất. Bạn phụ chị làm bông hoa đẹp hả? Mấy bữa nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh chưng nhá. Đâu chị bạn đâu? Đây chị bạn đây à? Chị chúc một mà vuông cái bàn. Một mà đen thử đen thui luôn đấy các bạn. Để Anna cầm cái gì? Cầm chứ. Cầm cái này đi. Mình sẽ bẻ cái cành này đi để vì nó vướng vào cái này. Rồi Anna đấy, Anna giữ chị chút đấy. Các bạn có thấy cành hoa là đẹp không? Các bạn xin xuống một chút là thấy cái ở dưới là đẹp. Thế cái hoa đào này hai bạn có định trang trí đèn không? Mình lát nữa mình sẽ trang trí những cái bao lì xì hoặc là những cái câu đối câu chúc kiểu như thế này các bạn này. Đúng rồi đấy, Anna cầm cho các bạn xem. Đây là những cái đèn lồng như thế này. Này đẹp quá ha. Cái này nhé, các bạn mua ở đâu á? Mình mua ở ngoài chợ. Ngoài chợ. Cái này nè, đồng tiền này, đồng tiền này các ôi, bạn. Ôi có nhiều lắm các bạn ơi. Đồng tiền đấy, này các bạn. Đâu? Các bạn ơi, lúc nãy mình trốn các bạn ở trong cái vải kia, các bạn không nhìn thấy mình à? Không thấy luôn, tưởng là Anna không có nhà chứ. Để giới thiệu kênh của Anna Channel mà không thấy bạn Anna đâu. Anna ấn nhẹ thôi, tôi chừng đợi. Đấy. Em mình nó nhỏ mà nó cũng long chanh long nhon lắm cơ. Nó giỏi quá ha. Các bạn ơi, mình dính hết cái kia, giờ mình xài cây mới nhá. Không có súng bắn keo à? Súng bắn keo nhưng mà cái đó xài có một lần. Nhà mình ít xài nên là xài này, nhưng mà nãy mình đốt nến nhưng mà nó lại bị đen cái đầu như vậy này các bạn này. Trời đất ơi chị ơi. Đốt nến là nó bị đen cái đầu như vậy này. Nên là đừng nên chỉ đốt như vậy thôi. Không dính được. Không dính được quả số này chị dính lại. Các bạn ơi, cái trò này dàn rất là cao và khó đấy. Nếu các bạn mỏi tay thì hãy bảo ba mẹ làm cho nhé. Hay là bị dính tay thì phải bảo ba mẹ làm cho chứ. Dính tay là nóng lắm đấy. Đứt da, đứt thịt luôn đấy. Thế luôn á? Thế là phải cẩn thận đúng không? Nhưng mà để đất đông cứng lại sờ mới được các bạn ạ. Mình sẽ giữ cho chị.
sắp thành một cây đào đẹp rồi đó. Các bạn ở miền Nam sao các bạn không làm hoa mai mà thích hoa đào à? Hoa đào là mình quê ở ngoài Bắc nên là mình theo phong tục của ông cha của mình nên là làm cây hoa đào. Mình nói là ở Việt Nam mình không có cái hoa đào là hoa đào thật cũng không có, chỉ có hoa đào giả thôi. Nhưng các bạn thông lòng nhé. Thông cảm. Anna sao đây chị biết chị này. Chị chưa? Nè, tại vì ở nhà mình không, ở Việt Nam nước mình nó không có hình dáng nào với lại hoa mai thật nên mình mới dùng hoa mai giả thôi. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Hoa đào này cũng đẹp chứ, hoa đào phải là mùa Tết. Hoa đào thường có vào ngày gì nè? Ngày Tết. Thế tụi tì biết hát, Anna biết hát bài gì vào ngày Tết tụi tì Anna hát cho mọi người nghe nè. Thôi đi. Cho các bạn nghe. Tết đến rồi. Tết đến rồi. Anna mua được nhiều quần áo mới chưa? Mua được nhiều quần áo Tết nữa chứ. Giờ các bạn ơi, giúp chị mình thêm một lần nhé. Bạn cho hoa đào này. Bên nào cũng là hoa mới đẹp được các bạn ơi. Những cái câu đối lên em nhé. Cây mai, cây đào đã hoàn thành, sắp hoàn thành rồi đây. Bạn nào chỉ cần treo thì, trang trí này nữa. Thì những bạn đó sẽ treo những phong bao lì xì. Còn nhà mình chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Nhà mình là treo những cái cành này. Cho đồng tiền nữa ở giữa này nè, ở giữa cây á, ở giữa trong á. Các bạn ơi, mình đã trang trí xong hết rồi. Nếu bạn nào thấy đẹp và thấy hay thì hãy đăng ký kênh và share, subscribe, hãy bình luận nhiều lên mình, bởi vì là mình rất là thích đọc bình luận của các bạn. Bạn nào có thắc mắc gì về cách làm cũng như là cách trang trí thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Và cuối cùng xin chào tất cả các bạn nhé.